Những danh xưng khiến Sao Việt tổn thương chỉ muốn quên ngay lập tức. Hoa hậu Kỳ Duyên buồn khi bị gọi là hoa hậu nhiều scandal nhất. Mới đây khi được đề cập đến những lùm xùm mà người đẹp từng vấp phải như hút thuốc lá, nghi vấn say xỉn ở quán bar, lộ dáng ngủ hớ hên, hoa hậu Kỳ Duyên đã trả lời với sự chững chạc. Nói về những scandal trước đây của tôi, nguyên nhân chính có thể bởi sự vô tư của mình. Lúc đấy tôi còn rất trẻ, tôi không ý thức được vị trí của mình. Sau tất cả tôi có được những kinh nghiệm cho bản thân, mình trưởng thành hơn, tự cố gắng hoàn thiện bản thân nhiều hơn. Hoa hậu Việt Nam 2014 cũng chia sẻ rằng, bản thân cảm thấy buồn khi bị coi là hoa hậu nhiều scandal nhất Việt Nam. Tuy nhiên, cô coi đó là bài học cũng như động lực để dần dần thay đổi. Cô nói trong hơn một năm nay, tất cả những người đã theo dõi sẽ thấy tôi đã nỗ lực như thế nào. Tôi không có thói quen nói nhiều, tôi sẽ hành động nhiều hơn so với lời nói của mình. Ngân Anh tổn thương vì bị gọi là hoa hậu xấu nhất trong lịch sử. Người đẹp 22 tuổi Lê Âu Ngân Anh không ngừng ngại tự nhận mình là hoa hậu có khoảnh khắc đăng quang xấu nhất trong lịch sử, bởi cô còn thấy sốc khi nhìn lại hình ảnh của bản thân. Về chuyện đôi môi sưng như mới đi tiêm thẩm mỹ trong đêm chung kết Hoa hậu Đại Dương, Ngân Anh giải thích. Đó là hậu quả của việc cô bị dị ứng khi đến Phan Thiết trình diễn phần thi bikini. Tôi không có thẩm mỹ môi như người ta đồn đại. Các thí sinh và những người gặp tôi ở ngoài đều nhận ra điều đó. Hơn nữa trong đêm chung kết do phải thay trang phục và chỉnh sửa make-up liên tục, nên tôi không có thời gian nhìn lại mình trong gương. Tôi đã hơi chủ quan. Lê Âu Ngân Anh còn cho biết, những ngày qua cô không có cảm giác đang là hoa hậu vì có quá nhiều việc phải làm và nghỉ. Vì thế cô cũng không có quá nhiều thời gian lên mạng đọc báo hay những lời chỉ trích. Tuy nhiên, việc liên tục bị chế ảnh để chê bai nhan sắc, Ngân Anh khẳng định cô vô cùng tổn thương. Họ chế ảnh của tôi là những gì tôi tổn thương nhất. Cộng đồng mạng, họ chỉ đi theo cái trào lưu và họ không nhìn thấy quá trình của tôi, không nhìn thấy con người tôi bên ngoài mà chỉ nhìn qua sóng truyền hình 2 tiếng đồng hồ đó. Và những hình ảnh đó trở thành trò cười của họ, tôi thấy hơi buồn, nhưng tôi tin họ nhìn thấy tôi bên ngoài thì sẽ khác, Ngân Anh nói. Chibu trưởng thành nhưng vẫn bị gọi là hot girl. Có thể Chibu là một trong những hot girl đình đám nhất Việt Nam. Cô sở hữu fanpage với gần 3 triệu like, chỉ đứng sau danh hài Hoài Linh. Mang vẻ đẹp trong sáng, tươi tắn, đáng yêu, cùng với tính cách dễ thương, hài hước, hot girl Hà Thành từng khiến nhiều fan đổ gục. Cô cũng là gương mặt khá đắt xô cho nhiều sự kiện thời trang trong nước. Bởi quyết định theo đuổi điện ảnh chuyên nghiệp nên Chibu thật sự nghiêm túc với diễn xuất. Cô bỏ túi khá nhiều vai diễn trong các bộ phim lớn như Thần Tượng, Giọt Nước Rơi, 5 giây online. Chibu xác định mục tiêu trở thành một diễn viên chuyên nghiệp và sẵn sàng hóa thân vào các nhân vật khác nhau để thử thách bản thân. Chính vì thế, hiện nay vẫn bị gọi là hot girl khiến Chibu buồn. Cô mong sẽ được coi là một diễn viên chuyên nghiệp chứ không phải chỉ là hot girl như trước nữa. Long Nhật cấu với biệt danh bà Tám Showbiz. Long Nhật là cái tên thị phi của Showbiz khi liên tục tung ra những phát ngôn gây sốc hay tin đồn về giới tính khiến công chúng ngán ngẩm. Ngoài ra, biệt danh bà Tám được đặt cho Long Nhật bởi việc trả lời tức tần tật những gì liên quan đến Showbiz cũng khiến anh gặp không ít rắc rối. Và gần đây, anh bắt đầu phát cấu với biệt danh mà khán giả đã gán cho mình. Trong vai trò là khách mời, Long Nhật không những chia sẻ về scandal liên quan đến giới tính, những khó khăn thuở mới vào nghề, mà anh còn chia sẻ bí mật đáng lẽ phải giấu kín về biệt danh bà Tám Showbiz. Khi truyền thông đặt biệt danh bà Tám Showbiz thì Long Nhật rất sốc, rất buồn. Thời gian đầu quen dần với danh xưng bà Tám thì không sao, nhưng gần đây tôi tự thấy mình buồn, cô đơn, bị tổn thương và có cảm giác trống trải. Tôi từng bị rơi vào cảm giác ê chề vì nghĩ mình chẳng được cái gì khi bị gọi là bà Tám, Long Nhật trải lòng. Anh cho biết thêm, nhưng có những chuyện trải qua thời gian mới chứng minh được, ví dụ như chuyện Phương Thanh giúp chị Siêu, đến tận bây giờ mọi người mới thấy Long Nhật nói đúng. Lại có người nói Long Nhật là tiên tri hoặc là không đưa ra nhận xét gì cả. Còn khi đã đưa ra nhận xét thì phải nói thẳng vấn đề, nói thẳng nhân vật thì mới có giá trị. Vì mình là người có tên tuổi, ngay thẳng, mình nói đúng không sai gì cả, không trù dập ai. Nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu bị lừa tiền bởi kẻ giả giọng y chang Trấn Thành. Cũng vì chuyện này mà nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu đã không nhìn mặt Trấn Thành một thời gian, dù trước đó má con rất thân thiết. Bên cạnh câu chuyện về người con gái ruột bị ung thư máu và qua đời, tại Sao Ánh Hào Quang tập 6, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu cùng Trấn Thành đã tiết lộ hiếm ai biết về mối quan hệ giữa họ. Cả hai từng gặp kẻ lừa đảo khiến họ không nhìn mặt nhau một thời gian, dù trước đó cả hai gọi là má con rất gần gũi. Kẻ giả giọng giống hệ Trấn Thành lừa tiền nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu. 62 năm theo nghề, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu nhận định, showbiz bây giờ ghê quá. Bà cho biết,
từng nghe một người nói đừng giao vai cho mình vì bà Ngọc Dầu bị lẫn rồi. Không những thế, má con Ngọc Dầu Trấn Thành còn có lần suýt không nhìn mặt nhau bởi bị người ta lừa đảo. Theo Trấn Thành, trong showbiz có người sở hữu khả năng nhái giọng tất cả các nghệ sĩ để đi mượn tiền. Kẻ này đã giả giọng Trấn Thành và gọi cho nghệ sĩ Ngọc Dầu để xin tiền điện thoại. Không những thế, hắn còn dặn, má có gặp con đi diễn thì cũng đừng thân quá, kẻo người ta ganh tị, đồn này đồn nọ. Nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu có thắc mắc tại sao những người bên cạnh Trấn Thành đâu mà lại nhờ bà, nhưng kẻ giả giọng nhanh chóng đáp, mấy đứa nhỏ mắc lo chuyện của nó. Con đi chuyện của con thôi, nên nữ nghệ sĩ nghĩ bụng, không lẽ con mình nó kêu mình vậy mà mình không nạp, bà đã nạp như thế 4 lần. Không chỉ nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu, kẻ giả danh Trấn Thành cũng đã lừa được tiền của những người khác. Có người anh quen biết Trấn Thành bỗng nhiên đòi anh 5 triệu đồng, nam danh hài mới ngỡ ngàng, tôi mượn anh 5 triệu hồi nào, thì mới được biết kẻ giả danh nói mình là Trấn Thành đang cần tiền gấp, nên mới ứng trước, nên họ không đành lòng, không cho mượn. Trấn Thành mới vỡ lẽ, không nhẹ ai nói mình là Trấn Thành cũng được cho mượn tiền hết phải trời. Ngoài việc kể lại chuyện bị lừa, tại sao Ánh Hào Quang, Trấn Thành, má Ngọc Dầu và diễn viên Anh Đức cũng xúc động khi cùng nhau ôm lại nhiều kỷ niệm. Trấn Thành nước mắt nghẹn ngào khi thấy má Ngọc Dầu ngày một già yếu. Nghệ sĩ Ngọc Dầu kể về cuộc hôn nhân thứ hai nên duyên từ nghĩa địa. Trong hành trình hơn 60 năm của nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu, bà có hai cuộc hôn nhân, xếp lại cuộc hôn nhân 19 năm không tình yêu. Ngọc Dầu một lần nữa bị đời cào cấu khi chứng kiến con đầu lòng ra đi bởi ung thư máu. Bà từng bỏ hét đi lang thang, những tưởng lửa lòng đã tắt. Nào ngờ một nam nhân phương Bắc đã tìm ra chìa khóa mở cửa trái tim của nữ nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu. Người đó đặc biệt lắm, lúc quen nhau một cái hôn cũng không có. Nghệ sĩ Ngọc Dầu hí hửng kể về một nửa của mình. Khi ấy Ngọc Dầu là cái tên bảo chứng cho mọi phòng vé với nhan sắc hiền hậu và lối ca diễn tài tình. Bao bác sĩ, kỹ sư và cả những chức tước theo đuổi nhưng nàng vẫn không màng. Một ngày nọ cô lại tìm thấy tình yêu trên vùng đất chết. Mỗi lần ra nghĩa địa thăm con, có người đàn ông luôn theo sau Ngọc Dầu và xin được phụ cô lau dọn chăm nơm nơi yên nghỉ của con cái. Sự tận tâm của chàng cứ thế âm thầm chiếm lấy tim vàng của nữ nghệ sĩ. Thế nhưng, khi mình thương rồi thì ổng trốn mất, nghệ sĩ Ngọc Dầu nói. Ngọc Dầu bực bội khi trò cú bắt tình yêu cứ thế lẫn vẫn đùa giỡn với cô. Người phụ nữ đã chôn vùi 19 cái xuân xanh cho một cái gán ghép không hạnh phúc. Cô hỏi thẳng người yêu, bây giờ anh có thương không? Một thôi hai tới, thương thì về gặp ba má tôi, rồi mời vài ba mâm, ấy vậy mà người ta về thật. Năm 1980, nghệ sĩ Ngọc Dầu chính thức tìm được hạnh phúc đích thực ở cuộc hôn nhân thứ hai. Ngọc Dầu luôn bộc trực trong tình yêu, bà kể hai vợ chồng từng trải qua chia tay 3 năm do nhiều điều tủi mủn. Vì nặng nợ, người nghệ sĩ nhân dân ấy chấp nhận, kìm lại sự bướng bỉnh của mình mà thủ thỉ, anh về đi có gì tôi cho hết, hỏng vợ chồng với tôi cũng được, bà vẫn thường nhõng nhẽo cùng chồng, thương tôi một chút đi mà, mỗi khi lòng thấy lạnh lùng, chóng vắng. Hơn tất cả bà cần một người để tâm tình và bà thương ông quá nhiều. Ngược lại người đàn ông của nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu sống trầm lặng, chịu về dinh cùng nàng nhưng ông lại phản đối việc tổ chức rình rang vì quan niệm tất cả là ở con tim. Đi vũ trường, ông cũng đợi người về hết mới dám nói, anh mời em một điệu nhảy. Khi biết nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu tham gia chương trình này, ông dặn dò vợ kín kẽ nhưng bà phản đối, nói là phải nói thiệt, chứ sao tôi nói dối trước mặt thằng Thành được, tính cách trái ngược. Nhưng vợ chồng nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu đã hút chặt nhau suốt 37 năm qua. Mỗi khi cô than thở, anh ơi em già rồi, thì ông liền mắng tôi cũng già mà. Nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu nói về nghi vấn tình cảm với nghệ sĩ Hùng Cường. Tại chương trình, Ngọc Dầu đã nhắc lại kỷ niệm sân khấu cùng nghệ sĩ Hùng Cường. Ngày ấy Hùng Cường nổi tiếng là kép chính Đào Hoa Lãng Tử, nên cũng vướng lắm nghi án tình cảm cùng nhiều nữ nghệ sĩ. Ngọc Dầu cũng không là ngoại lệ. Chưa trưởng thành, nhưng Ngọc Dầu đã diễn rất mùi mẫn cùng ông Hùng Cường trong vở Romeo và Juliet. Bà kể, má đóng Juliet khi còn chưa có vòng 1. Khi tập tuồng, ông Hùng Cường hứa mua cho má cái xu chiên, đôi giày và dầu thơm vì má dạy ổng cả lương. Biết được điều ấy, anh hai của Ngọc Dầu nhào tới đòi đánh Hùng Cường, nhưng nam nghệ sĩ giải thích, mày không lo được cho em mày thì tao lo cho nó. Trong chương trình, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu còn ôm lại quá khứ, vang lừng của mình. Danh tiếng của cô Đào Ngọc Dầu càng nổi lên như vũ bão khi đoạt giải thưởng Thanh Tâm danh giá năm 1960. Ngọc Dầu bị đục thủy tinh thể do khóc quá nhiều sau thời gian dài chuyển chở cho các vai bi. Từ đây bà đã mở rộng sang các thể loại khác và có biệt tài, tạo chỗ đứng riêng cho mọi vai. Mà Bảy Cán Giá là một minh chứng sống động nhất.
xinh đẹp và thành công. Lắm người ganh tị với cô Đào này, thế nhưng sau đó họ cũng bỏ qua và thế giới sân khấu ngày đó còn thương nhau lắm. Trong cuộc gặp, bà cũng nhắc nhở Trấn Thành phải luôn ý thức có người thương, nhưng cũng có kẻ phải luôn biết mình là ai và đang làm gì. Qua 62 năm, danh xưng nghệ sĩ nhân dân cùng hai chữ Ngọc Dầu đã được hun đúc bởi đông đầy gian khổ lẫn hạnh phúc. Dẫu thời gian có làm hao mòn tâm và lực, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu vẫn nguyện, khán giả còn thương là Ngọc Dầu vẫn sẵn sàng ca diễn phục vụ.